vênh một tí móng này này. Đấy, móng biên này này. Móng biên bên phải hơi vênh một chút. Thực ra anh em mình chơi hot thì không có ảnh hưởng gì cả. Rất là đẹp. Rất màu mỏ, hot rất nhiều, hot rất hay. Các bạn thấy không? Móng hơi bênh một chút. Móng ngắn ngắn. Móng ngắn ngắn. Hơi bênh một chút. Chút này. Đây là con họa mi thuần, nó rất là đẹp, nó rất là hay, tốc độ mỏ rất tốt. Tuy nhiên là lỗi một chút móng. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908070555. Bình 274 Định Công Hoàng Mai Hà Nội và ship hàng toàn quốc. Đấy, mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like Facebook Chim Cảnh Đất Việt gạch Chim Cảnh Đất Việt.com hoặc đăng ký miễn phí kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn.